À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đưa cái giao diện vừa tạo vào trong WordPress. Đầu tiên là copy cái giao diện này, copy giao diện này vào trong thư mục của WordPress. Ta vào thư mục này, WordPress, và chú ý là vào trong cái phần quản quyền này nhé. Và thêm này. Và ta dán vào đây, ta đổi cái tên này đi, và đổi tên là gì thì tùy bạn nhé. Tôi đổi là Quang Việt Thêm. Ở đây thì ta sẽ sửa đổi cái phần style này một tí nhé, bởi vì không sửa đổi ấy thì khi vào trong trong WordPress và cho phần giao diện của WordPress ấy, nó sẽ chưa hiển thị tên giao diện của chúng ta đâu. Đây là thêm phụ của nó nhé, tôi vừa đăng thêm một bài được rồi. Đây, vào phần giao diện, nhấn vào giao diện thì trong giao diện này nó vẫn cứ là bốn cái giao diện cũ của chúng ta mới cài thôi đấy, và cái một có một cái thông báo này, thêm phòng này đấy. Bây giờ chúng ta phải sửa chữa cái file style này. File style lên, ta thiết lập cho nó một chút. Ở phiên trên phía đầu tiên ấy, chúng ta phải làm một cái gạch xéo cộng thêm cái hoa thị kia, cái này để chúng ta thông báo cho thêm ấy. Thêm nên biết là cái thêm này nó tên là gì. Tôi gọi Quang Việt Thêm. Tiếp theo là author, cái phần này là nghĩa là giới thiệu tác giả. Vâng, xin lỗi, là thêm URL, cái này là để cho người ta biết rằng là cái thêm này nó bắt nguồn từ đâu. Rồi đến phần author. Cái phần này thì là giới thiệu về tác giả. Tiếp theo nữa là cái trong web của tác giả. Trang web của tác giả là biết tác giả này ở đâu. Người ta có thể truy cập vào đấy là người ta tải cái thêm này. Tiếp nữa là phần giới thiệu về sơ qua về giới thiệu sơ qua về cái thêm này. Phiên bản là version 1.01. Chúng ta có thể có cái lời giới thiệu nhưng mà không có được, thì đây là ví dụ, tôi bỏ đi. Nó đòi hỏi chúng ta phải có thêm một cái file index, có file index này thì mới vào được. Đây, tạo file index. Tôi nói đây là file
Index là xây vào cái thư mục và xin. Anh nhớ xây vào cái thư mục chúng ta nhé. Đấy ơi cái thêm chúng ta đấy, thêm chúng ta lấy một chiếc gọi ảnh để tạo ảnh cho nó và Photoshop. Tôi nhớ là cái chiều rộng nó là 1.200 và chiều cao nó là 900 nhé. Đã copy tôi dán rồi xếp. Nhớ là lưu vào định dạng GPS RGB Yes. Nhớ là lưu với tên này. Bây giờ ta copy cái file vừa rồi tạo ra, screenshot cho vào cái thư mục của chúng ta. Nào bây giờ thử xem nào. Đó, hình ảnh chúng ta đã hiển thị lên được. Giờ chúng ta về từ trang index chỉ có một chữ file index thôi, giờ chúng ta sẽ viết code cho nó. Trước tiên thì chúng ta cần phải chúng ta cần phải 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 thêm vào các cái file, cần phải thêm vào các cái file quan trọng, những cái file quan trọng này. Tôi ở đây có khoảng còn thiếu 9 file nữa. Những file quan trọng này các bạn có thể vào trong trang web tôi để xem nhé. File thứ nhất là file chỉ. Các bạn có thể vào trong web tôi để xem trong này nó có những cái thứ gì, những file gì. Đây là đủ thôi. Để biết được các để biết được các cái chức năng của từng cái file này, các bạn có thể vào trang web của tôi để ta xem kỹ hơn.
đóng hết lại. Chờ đợi dưới mắt. Bây giờ có phải index vào đây, chúng ta chuẩn bị làm việc với index. Trước tiên thì các bạn cần phải biết về các cái chức năng, cái bố cục của một trang web nó như nào. Đây, có phần đầu này, có phần nội dung này, và phần phần chân trang, đầu trang, thân trang và chân trang. Để các bạn biết được nó như nào, tôi sẽ bấm tên rồi ví dụ cho các bạn. Đây là một trang web của chúng ta. Trang web của chúng ta thì có phần đầu trang này. Phần đầu trang, phần đầu trang nó nằm ở bên phía trên. Đó. Đây là phần đầu trang. Phần đầu trang thì nó chính là cái nó hiển thị ở trong file hr.php. Đấy, nghĩa là các cái thứ nằm ở trên cùng của trang người ta cho vào cái phần header. Tiếp theo là phần nội dung. Bên này là chúng ta thôi từ chúng ta làm chân trang nhé. Chân trang là ở phía dưới. Phần chân trang tên là footer và .php. Chân trang là tất cả những cái như là giới thiệu về tác giả hoặc là bản quyền của trang web. Đây là nội dung này. Nội dung thì nó chia làm hai cột, tôi đã làm một cái web mà hai cột để chúng ta tạo. Cái cột bên này là để chứa các cái link ghép, hay là gọi là cái gì, chứa các cái thanh điều hướng. Bên này là nội dung. Nội dung thì có file index này, file single này, file tìm kiếm này, file nội dung, link bài viết đi. Còn bên này thì là cái menu điều hướng, liệt kê các bài viết mới viết này, hay là các cái comment này, có những cái thứ gì mà ta thích thì ta cho xong đấy. Rất nhiều lắm. Cái đấy chúng ta có thể tìm hiểu nó kỹ hơn khi mà ta viết cái phần điều hướng này. Đây, ta quay trở lại với trang của chúng ta. Ta viết cái file header, gọi cái file header này đi bằng get header. Và các cái hàm này tôi cũng những cái hàm thông dụng nhất tôi sẽ đưa lên trên trong web của tôi. Các bạn có thể vào đó để truy cập vào đó để xem các cái thông số, nhưng mà chúng ta không cần, cần gọi thôi. Tiếp theo ta gọi file footer. Footer. Vừa nói vừa gõ nó giảm bớt tốc độ các. Chúng ta cũng cần phải gọi một cái thanh điều hướng cho nó lên nữa. Sidebar ở bên phía phải. Get sidebar.
là cho đúng chính tả, chúng ta chờ một tí nó sẽ hiển tự hiển thị cái dấu nhập nhé. Đấy, nó là phải refresh trang. Đấy, chúng ta thấy cái file size 3 này này, bên dưới file footer, trên là cái size 3. Mình chưa có cái giao diện gì mà mình chưa thiết lập cái giao diện vào đây. Nó sẽ có gì. Giờ ta vào file header. Tôi viết cho để chúng ta nhìn nó dễ nhé. Tôi là file header. Chúng ta nhìn xem nó hiển thị lên có lên không nhỉ? Đấy, ở đây này. Dưới là footer trên header. Bây giờ ta sẽ ăn đây là file footer. Ta viết lệnh cho nó vậy. Lệnh nó trước tiên ta lấy cái phần header trong cái file index mà chúng ta đã thiết lập từ lần trước từ hôm nãy. Đây, file index chúng ta đây. Ta lấy hết cái phần bên trên. Đi qua mạng xã hội rồi, rồi đây copy hết phần trên này, còn phần ảnh bìa là sau nhé. Ta dán vào phần header này, dán ở bên ngoài cái phần PHP nhá. Bởi đây nó là định dạng là HTML mà. Chỉnh cái đường dẫn cho nó trỏ đến cái thêm của chúng ta. Vào template directory. Thì nó đây là cái đường dẫn đến cái thư mục hiện tại của chúng ta. Đây là cái đường dẫn đến cái thư mục mà chúng ta chứa thêm ấy. Nó phải đến đấy nó mới tìm được file style. Giờ tôi chạy thử đấy. Vậy là nó đã hiển thị cái style chúng ta lên rồi. Cái phần này thì ta sẽ tí nữa phải viết để thay đổi cái phần thanh menu bên trên đi. Ta về với phần index để chúng ta viết cái nội dung và sửa cái file footer đi một tí cho đỡ quên. Gọi cái thẻ footer vào nhé. Đây ta đã biết nội dung vào trong cái file này, nó không mình chưa làm cái footer nó được rồi. Giờ ta tự tạo
tên ta này. Giờ ta viết một tí vào trong cái style này, à, viết thêm cái thẻ footer vào đây. Cần giữa nó vào. Cho màu nền nó là màu trắng. Đây, vào. Bằng màu trắng. Hai chấm thẳng FFF. Độ rộng nó bằng 100%. Khoảng cách giữa trên và dưới. Đấy, đã nằm ở giữa. Giờ ta trở lại là trang của chúng ta. Chúng màu nó đen một chút. Trông nhau. Giờ ta sẽ viết tiếp cái lần nữa. Viết tiếp cái phần index nữa nhé. Chúng ta viết nội dung cho nó. Ta lấy cái phần đây, ta lấy từ ảnh bìa để xuống để ta tạo phần nội dung cho nó, nội dung trong file index. Đấy, đây là cái nội dung mà chúng ta viết mẫu bên trên này, ảnh bìa đây, bên dưới là cái nội dung mà chúng ta đã viết từ bài trước. Vừa làm lại khẩu hiệu nhé. Gọi khẩu hiệu lên bằng cái lệnh bật lọc for. Description là gọi cái slogan ấy. Câu slogan là hiển thị lên. Đấy. Giờ đến cái tiêu đề. Tiêu đề của bạn viết à, của trang mình chưa. Đấy. Vào file head. Đấy, đây, đây, đây mình chưa. À, đầu tiên là ta gõ cái đường dẫn đến trang chủ. Trang chủ bằng cách là gõ hôm cũng như là đây là đường dẫn về trang chủ đây, hôm như ai đây tiếp theo là tên của nó, tên của nó ta vào trong ta gọi tên nó là rồi, ra được vào đây.
Đây mới là đúng tên của nó nhé, và giờ không phải. Cái phần menu, giờ ta sẽ xử lý cái phần menu trên này. Đấy, bởi menu mình chưa thiết lập gì nên là nó không khó. Ý là tôi đã thiết lập menu xong lại cái tên của trang web này. Tên trang web là blog info mà hoặc name thôi. Đấy, tên thay đổi này. Cái phần này nó nằm ở trong nó sẽ nằm ở trong file content của chúng ta cơ. Phần đấy nó sẽ nằm trong file content của chúng ta gọi file content nhé. Nếu như mà có bài viết have post thì nó sẽ, nếu mà còn chúng ta sẽ dùng vòng ngoặc while để lặp lặp đi lặp lại, lặp nếu nó còn, nếu còn hay còn thì nó tiếp tục hiển thị hơn post, và nó sẽ gọi cái file content của chúng ta là template. Cái này thì các bạn mới có thể xem ở trong, các bạn có thể xem ở trong trong web của tôi nhé, biết rất rõ cái phần này. Đóng hoặc thì cứ đóng đóng tiếp đi. Nếu như mà không có bài thì nó sẽ gác tạm là content, vẫn gọi file content nhưng mà nó không hiển thị phải non gõ năm đấy, nó không hiển thị gì. Giờ chúng ta sẽ quay trở lại đây. Bởi vì đã trong cái file content này ta chưa viết gì hết, ta sẽ phải vào file content. Đây ta sẽ dán cái vở dầu vào này. Rồi nhưng mà đây là vẫn là cái bài viết từ ta tự viết. Bây giờ ta sẽ viết cái nội phần nội dung này cho nó. Ngày
Mình đang bằng dưới thang. Định dạng này cho nó đây F và Y. Y, F, Y. Y là ngày, F là tháng, một chữ, year và viết hoa thì là hiển thị bốn chữ. Đây là tiêu đề. Tiêu đề nó bằng là đầu tiên ta phải có cái tiêu đề của bài này. Và sửa lại cái đường dẫn, ai sửa lại đường dẫn. Đường dẫn nó là The Firm Mail Link. The Firm cách đánh Mail Link. Có intro thì cũng được, không có thì cũng được, mà tôi cứ cẩn thận. Đấy, đây nữa, dẫn từng dẫn đây, đường dẫn đã vào đây, đường dẫn đã vào. Cái đường dẫn này nó không có tên. Lúc trước tôi làm nó quên tên. Cái này ảnh mất rồi. Bây giờ ta thiết lập tiếp cho nó phần danh mục. Category. À, tên này không cần nữa nhé, bỏ đi. Giờ đến phần hình ảnh. Phần hình ảnh chúng ta sẽ nếu như mà có hình ảnh have part tonight, nếu như có hình ảnh đây thì nó mới hiển thị hình ảnh, còn không có thì thôi. Gọi là rất hot tung lên với tham số là full để cho nó hiển thị hết. Tham số là full. Chắc chắn nó đã lên. Đấy. Cái này tôi có hình ảnh, còn cái kia nó không có. Bây giờ ta thêm phần nội dung. Phần nội dung thì ta gọi là file the excerpt. Rồi, thế thôi. Còn nút bấm gì đó. Còn nút bấm thì ta sẽ để sau. Nội dung xong, nút bấm thì ta sẽ để sau. Thôi tôi dừng lại cái video ở đây đã.